Xin chào các bạn đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc à, Mình muốn gửi tới các bạn một câu hỏi đó chính là Nếu như bây giờ các bạn được chọn Macbook hoặc là iPad Thì các bạn sẽ chọn thiết bị nào? 5 giây nhá 5 4 3 2 1 Hết giờ Mình tin là sẽ có rất là nhiều bạn lựa chọn Macbook Vì đây là một sự lựa chọn quá là an toàn Xét về mặt tương thích ứng dụng nhưng mà ngược lại thì mình cũng tin là cũng sẽ có rất là nhiều người lựa chọn iPad để mà học Vì đặc tính của iPad nó quá là tiện cho nhu cầu học tập, take note và lưu trữ dữ liệu Nhưng mà nhiều khi mình tự hỏi rằng là tại sao các bạn lại phải chọn một trong hai mà không chọn cả hai đi Vì nếu như các bạn chọn một combo hợp lý thì mức giá của nó cũng đâu quá là cao và thứ hai nữa quan trọng hơn đó chính là hai thiết bị này nó sẽ bổ trợ cho nhau trong quá trình học tập chứ chúng cũng không có tách rời. Vậy thì đầu tiên trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là giả sử các bạn đã có MacBook và iPad rồi thì nên tận dụng như thế nào để mà có được những cách trải nghiệm học tập là tốt nhất và thuận tiện nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại câu hỏi trong video ngày hôm nay là lựa chọn MacBook hay là iPad nha. Rồi, mình sẽ nói về phần cứng trước. Thì nếu như các bạn muốn chọn hai thiết bị mà vẫn muốn chi phí hợp lý thì MacBook các bạn có thể dùng MacBook M1, giá của nó còn chưa tới 18 triệu đồng tại shop đăng. Hay thậm chí dư giả hơn thì MacBook M2 nó vẫn còn đang ở bản chính hãng. Còn iPad thì mình sẽ lựa chọn iPad Gen 10 Dòng Gen 9 nó vẫn còn đang được chính hãng nhé Đây ví dụ như ở đây thì mình vẫn còn đang có một chiếc iPad Gen 9 này Nhưng mà thiết kế của nó cũ quá rồi Mình thích Gen 10 hơn vì thiết kế của nó cũng sẽ đẹp hơn, mới hơn, hiện đại hơn và có nhiều màu sắc hơn Mức giá của nó cũng sẽ chỉ tương đương so với cả dòng iPad Gen 9 năm ngoái Và khoảng là hơn 8 triệu cho hàng like new Mình thấy ở shop đang cũng đang có bán Thêm bút Apple Pencil 1 còn không thì bạn đi mua những loại bút ở bên thứ ba mức giá của nó cũng sẽ chỉ đâu đó và khoảng là vài trăm nghìn mà thôi. Tính ra thì combo này thì nó cũng sẽ dao động vào khoảng là từ 27 cho đến 28 triệu, có khi cũng chỉ bằng một chiếc laptop Ultrabook cao cấp. Vậy thì với combo MacBook và iPad, các bạn sẽ dùng nó như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ đi vào một số những cái ví dụ thực tế nhé. Đối với cả nhu cầu làm slide thuyết trình, mình sẽ lấy tạo một cái slide mà tối mình vẫn hay chia sẻ ở lớp thiết kế thuyết trình ý tưởng. Là thông thường mình thấy rất là nhiều bạn sẽ nhảy vào làm và thiết kế slide luôn. Nhưng mà như mình thì mình sẽ thường chia sẻ với các bạn rằng là chúng ta sẽ phải đi qua cái bước lên ý tưởng trước rồi mới đến bước thiết kế. Đây là một việc rất là quan trọng để mà tránh việc các bạn vừa phải sáng tạo lại vừa phải làm kỹ thuật. Như vậy là não nó sẽ phải hoạt động cho hai thứ cùng một lúc nên là cái kết quả cuối cùng nó sẽ kém hiệu quả hơn mà có khi làm nó lại còn chậm hơn. Và nếu như mà trong trường hợp này các bạn có iPad ấy, thì bước lên ý tưởng này mình có thể làm ngay ở trên ứng dụng Freeform để mà có thể thoải mái take note, thêm bớt ảnh, ghi chú các kiểu. Đó cực kỳ phù hợp cho các nhu cầu sáng tạo luôn. Và khi các bạn đã có ý tưởng rồi thì các bạn có thể chuyển qua MacBook để mà thao tác kỹ thuật ở trên phần mềm PowerPoint Nó sẽ tiện và sướng hơn rất là nhiều Đối với nhu cầu học tập hàng ngày thì khi mở trên giảng đường các bạn có thể ưu tiên iPad hơn Vì bạn có thể lưu trữ tài liệu vào bên trong ứng dụng Apple Notes rồi take note trực tiếp lên trên iPad hay là bật tính năng ghi âm ở bên trong Apple Notes cũng vừa có trên phiên bản iPadOS 18 để mà ghi lại các thông tin thầy cô giảng ở trên lớp hay là viết vẽ tính toán các kiểu ấy đặc biệt là các môn mà cần tư duy logic liên quan tới toán thì dùng bút để mà nốt lại những cái thứ mơ hồ trong đầu rồi logic mọi thứ vào với nhau thì take note trên một chiếc iPad nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là gõ phí một chiếc MacBook còn khi nào các bạn phải tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu để mà hệ thống nó lại thành một cái bài luận thì làm ở trên Macbook nó sẽ tiện hơn rất là nhiều với các thao tác đa nhiệm ở trên Macbook hay là máy tính nói chung nó vẫn sướng hơn so với cả một chiếc tablet ngoài ra thì các ứng dụng mà, mà bạn sẽ phải sử dụng rất là nhiều như là Word, Excel, PowerPoint thì ở trên Mac OS nó cũng là bản đầy đủ còn ở trên phiên bản iPadOS thì chúng vẫn chỉ là bản cắt giảm giống như là trên điện thoại mà thôi còn đến với cả nhu cầu về mặt thiết kế thì chắc chắn là các bạn nên dùng MacBook rồi. Dùng iPad nó sẽ không phù hợp cho nhu cầu thiết kế vì con chuột ở trên iPad nó vẫn sẽ ưu tiên sự mượt mà hơn là những cái công việc mà cần sự chính xác, nhỏ nhỏ chính xác như kiểu là thiết kế. Nhưng mà giả sử trong một số trường hợp các bạn muốn vẽ thêm một cái gì đó trong bản thiết kế ở trong Photoshop thì lúc này các bạn có thể dùng tính năng Sidecar để mà biến iPad thành một cái màn hình thứ hai của MacBook. Rồi lúc này các bạn kéo cửa sổ Photoshop qua iPad và thao tác như là bình thường luôn. Có một công cụ mà mình rất là hay sử dụng ở trong Photoshop ấy, đó là Lasso Tool để mà trace lại một cái vật thể bất kỳ nào đó. Ngày xưa nếu như mà không có iPad thì mình sẽ phải dùng chuột và đi từ net, từng nét từng nét một nó cực kỳ là vất luôn ấy. Còn bây giờ chỉ cần bút Apple Pencil để mà chọn vùng mà các bạn muốn thao tác là xong. Và nhân tiện đó về sidecar thì bạn có thể dùng iPad như là một cái màn hình thứ hai trong MacBook. Đây là một cái tính năng mà mình rất là recommend anh em sử dụng nhé vì cái độ trễ của nó là rất là thấp. Đến cả nhu cầu về mặt thiết kế cần mức độ chính xác cao mà đã có rất là nhiều người dùng cái tính năng sidecar này rồi thì làm việc văn phòng đa nhiệm kéo thả cửa sổ nó là quá là dễ đó nhìn chung thì mình thấy rằng là macbook nó sẽ rất là phù hợp với các nhu cầu mà cần sự chính xác cần đa nhiệm nhiều cửa sổ phù hợp cho các thao tác phức tạp còn ipad thì nó sẽ phù hợp cho các nhu cầu take note viết vẽ và brainstorming mình nghĩ là cả hai điều này nó đều là những cái thứ rất là quan trọng trong quá trình học tập vậy nên để giả sử nếu như các bạn có cả hai thiết bị là macbook và ipad để mà kết hợp lại với nhau thì trải nghiệm sử dụng là rất là ok nhá chứ nó không có thừa đâu và nếu như các bạn đang phân vân giữa iPad và MacBook thì có thể đến shop đăng để mà được tận tay trải nghiệm các dòng MacBook và iPad với những cái ưu đãi độc quyền và mức giá rất là tốt nhé. Ví dụ như là chỉ trong tháng 8 này, MacBook M1 đang có mức giá chỉ vào khoảng là trên 17 triệu và trả góp chỉ 51.000 đồng một ngày nhé. Ngoài ra là shop đang cũng có đầy đủ những dòng iPad từ iPad Pro M4, iPad e M2 mới nhất cho đến những dòng iPad mà có một giá tiết kiệm hơn như là iPad E4, E5, iPad Gen 9 và iPad Gen 10. Các ưu đãi trong đợt này thì mình thấy là có trả góp 0% với chi phí và khoảng là 19.000 đồng một ngày, giảm thêm 500.000 đồng và trợ giá 2 triệu khi mà thu cũ đổi mới. Shop đang là đại lý ủy quyền chính thức của Apple nên các bạn có thể đã an tâm khi mà đi mua hàng tại đây. Và mọi thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi cũng như là mức giá mới nhất thì các bạn có thể tham khảo đường link mình sẽ để dưới phần mô tả trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, vậy thì quay trở lại câu hỏi trong tiêu đề video ngày hôm nay là nên lựa chọn MacBook hay là iPad nếu như các bạn chỉ được chọn một trong hai. Thì mình thấy rất là câu trả lời nó rất là đơn giản, đó là MacBook rồi. Lý do thì mình thấy rằng là nó cũng đơn giản nốt. Đó là những cái tác vụ mà một chiếc iPad có thể làm được Thì các bạn có thể thay thế bằng giấy hoặc là vở Vẫn được, chẳng sao hết Đúng không ạ? Và trong trường hợp này thì iPad nó như kiểu là thiết bị Nice to have Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao Còn ngược lại, nếu như các bạn chỉ có iPad không thôi ấy, Thì nhiều khi các bạn sẽ không làm được một số thứ Hoặc là không làm tốt được như là trên Macbook à, ví dụ như là có rất là nhiều ứng dụng chỉ có ở trên Mac OS mà thôi này, Word, Excel, PowerPoint bàn đầy đủ nó cũng sẽ chỉ có trên máy Mac hay là rất là nhiều những phần mềm liên quan tới dev nó cũng sẽ chỉ có ở trên Mac mà thôi. Rồi các phần mềm thiết kế như là Photoshop, Illustrator, Final Cut thì ở trên Mac OS nó cũng sẽ đầy đủ hơn. Rồi, tổng kết lại video ngày hôm nay thì hi vọng rằng là mình đã chia sẻ được cho các bạn một ý tưởng và cũng như là một vài những cái mẹo để các bạn có thể sử dụng song song cả máy Mac lẫn iPad để mà áp dụng cho nhu cầu học tập và có được những cái trải nghiệm là sướng nhất và hiệu quả nhất. Và quan trọng là nếu như các bạn chọn combo MacBook và iPad hợp lý thì mức giá của chúng cũng sẽ không quá cao. Còn trong trường hợp các bạn sẽ chỉ muốn mua một trong hai thiết bị thì hãy ưu tiên MacBook hay là máy tính nói chung nhá Để mà có được những cái trải nghiệm là an toàn và vẫn rất là đầy đủ. Và hi vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.